Bỏ hơn 100 triệu ra để quay khóa học online, liệu có nên hay không? Để Linh phân tích cho các bạn thấy nhé. Thực ra thì Linh cũng có một số khóa học online làm bánh, trong đấy thì cũng có một số lớp Linh thuê ekip, thế nhưng mà cũng có một số lớp là Linh tự quay, tự edit. Nhưng mà phải thú nhận một điều là cái gì cũng vậy, mỗi người một chuyên môn, và quan trọng là tiết kiệm thời gian và công sức của chúng ta rất là nhiều đấy. Khi có ekip hỗ trợ rồi thì Linh chỉ cần việc là tiến hành thao tác và diễn thôi, còn khi mà tự quay thì chúng ta sẽ phải làm các công việc từ A đến Z luôn á, thậm chí là có những cái cảnh quay đi quay lại rất là nhiều lần. Tuy là tiết kiệm được chi phí thật đấy, nhưng mọi người có biết là Linh phải thức ngày thức đêm để ngồi edit video không, trong khi công việc thì chất cao như núi chứ. Thế nên là có nhiều bạn hỏi là Linh ơi, khóa học của Linh đắt thế, thì mọi người nên nhớ là cái khoản chi phí đầu tư ban đầu nó cũng nhiều ha. Còn những cái lớp mà Linh tự quay ý, thì chi phí nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà bù lại thì cái chất lượng hình ảnh cũng như là góc máy cảnh quay nó sẽ không được di chuyển linh hoạt. Thế nên là vẫn là cái câu là tiền nào của đấy ha. Nhưng mà chung quy lại thì các khóa học online của nhà đóm đều mang một cái tôn chỉ quay sát trọng tâm, truyền đạt dễ hiểu để các bạn có thể dễ dàng làm theo tại nhà ha. Trên đây thì Linh đang ghi lại cái khoảnh khắc mà quay cái lớp ba tạo hình hoa online và lớp bánh lạnh tổng hợp bánh ăn vặt. Cái nội dung của hai lớp này nó khá là nhiều và nó cần những cái cảnh quay toàn trung cận rõ ràng. Một loại bánh từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện sẽ được chia nhỏ ra làm các bước, chúng ta cứ tuần tự làm theo thì cái tỷ lệ thành công sẽ rất là cao ha. Lớp hoa kem của Linh thì đã lên sóng rồi, thế nhưng mà lớp bánh lạnh thì ngày mai mới được mở bán, vậy nên là hôm nay chỉ là ngày sale cuối cùng 30%, nên các bạn tranh thủ nhá.